Xin kính chào quý vị và các bạn Minh Hải Miền Đông. Hôm nay tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc và đầy nhân văn trong một gia đình. Và tôi mong rằng cô chú anh chị hãy lắng nghe để bình luận cũng như là chia sẻ về những cái câu chuyện như thế này. Và tôi cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cũng như đóng góp ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi. Và sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Tôi chẳng dám tin vào tay mình Vợ tôi xưa nay tính toán Lúc nào cũng sợ nhà ngoại thiệt thòi mà lại biếu nhà nội số tiền lớn thế hay sao? Vợ tôi tính tình nóng nảy, tính toán nếu như không muốn nói là buồn xịn. Tiền đưa cho vợ thì dễ chứ lấy ra thì vô cùng là khó. Để tránh tình trạng vợ chồng mâu thuẫn tiền bạc, mỗi tháng tôi đưa cho vợ 5 triệu dù lương của tôi cũng chẳng nhiều. Cô ấy muốn gì thì tiêu, thừa thì cầm, thiếu thì tự bù số lương còn lại tôi cất vào quỹ của riêng mình. tuy nhiên vợ cũng đưa ra điều kiện của mình nếu tôi muốn chi bất cứ khoản tiền lớn nào thì đều phải hỏi qua cô ấy. điều đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý. thế nhưng cái thói chi ly nó ngấm vào xương tủy của cô vợ mất rồi. tôi mua biếu bố mẹ cái tivi mới cô ấy cũng cằn nhằn nói tôi thiên vị chỉ biếu nội mà không biếu ngoại Vợ tôi hay thật Bao giờ bố mẹ đẻ mình chẳng là nhất Chẳng lẽ tôi lại hỏi thẳng vợ rằng Cô ấy đã giấu tôi gửi tiền cho nhà ngoại bao nhiêu lần rồi Em trai tôi cưới vợ Bố mẹ gọi vợ chồng tôi về bảo muốn sửa sang lại nhà cửa Mất chừng 30 triệu mà thôi Em trai tôi thì không làm ra nhiều tiền Bố mẹ tôi thì giả rồi Kinh tế chẳng có Lo được cái đám cưới tươm tất cho con trai là may tiền đâu nữa mà sửa nhà. Thấy vợ im im không nói lời nào, tôi nghĩ bụng cô ấy chẳng bỏ ra xu nào đâu. Xưa nay chưa thấy vợ biếu bố mẹ chồng một lọ thuốc bổ chứ đừng nói đến số tiền lớn như vậy. Cô ấy không đưa thì tôi tự bỏ tiền. Gom tất cả các khoản lại chắc cũng gần đủ. Tôi sẽ âm thầm về quê đưa cho bố mẹ chứ nói ra vợ tôi lại đòi biếu nhà ngoại, khoản tương tự thì mệt lắm. Ai ngờ về đến nhà tôi ngơ ngác nhìn nhà đang sửa Hỏi mẹ tiền ở đâu Thì mẹ tôi bảo rằng Vụ tôi đang đưa cho 100 triệu Bảo bà sửa nhà lại cho đảng hoàng Lúc ấy tôi chẳng dám tin vào tay mình Vợ tôi xưa nay tính toán Lúc nào cũng sợ nhà ngoại thiệt thòi Mà lại biếu nhà nội một số tiền lớn đến như thế này sao Mẹ còn trách tôi chỉ biết nghĩ xấu cho vợ Cô ấy tháng nào cũng thế Không có tiền nhưng đều gửi thực phẩm quần áo về cho bố mẹ chồng. Cô ấy còn dặn ở nhà đừng nói ra vì sợ tôi lại suy nghĩ mình không làm được gì cho nhà ngoại. Tôi tự trách mình, hóa ra người ích kỷ, tính toán chẳng phải vợ mà là tôi. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ xấu cho vợ, tự thấy xấu hổ tột cùng mà tôi lại đang không biết phải mở lời nói với vợ như thế nào đây. Vâng, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai từ chối ra mắt gia đình người yêu Ba tiếng sau tôi đã nhận được tin dữ và phải ân hận cả đời Tôi lấy cớ mệt mỏi để đi về Nhưng không ngờ nó lại là quyết định khiến tôi ân hận suốt đời Yêu nhau một năm Nhưng tôi và Minh mới được vượt rào bốn tháng nay tôi cảm nhận sau khi xảy ra chuyện giường chiếu tình cảm giữa chúng tôi mật nồng hơn minh cũng đàn ông và chiều chuộng tôi hơn mỗi lần đi chơi điểm đến của chúng tôi là khách sạn quen thuộc tháng trước minh còn cầu hôn tôi trong căn phòng đã diễn ra đêm đầu tiên của hai đứa tuy nhiên chúng tôi chưa từng đưa nhau ra mắt gia đình hai bên mấy ngày trước minh đề nghị đưa tôi về nhà ra mắt gia đình anh nhưng tôi từ chối thật ra tôi mới phát hiện mình có bầu vì thử que lên hai vạch đỏ tôi định để vài ngày sau đó rồi đi khám chắc chắn sẽ báo tin mừng cho anh khi đó về ra mắt nhà anh tiện thể báo luôn chuyện bầu bí và bàn bạc chuyện cưới hỏi tôi từ chối gắt gao nên minh buồn bực chở tôi về nhà rồi phóng xe đi ba tiếng sau khi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của mẹ minh Bà khóc lớn kêu tôi đến bệnh viện gấp Mình bị tai nạn giao thông Hiện đang rất là nguy kịch Tôi hoảng hốt chân không kịp mang giày Đã vội đến viện Nhưng quá muộn Mình đã ra đi mãi mãi Đến nơi Thấy anh nằm trên băng ca Phủ khăn trắng mà tôi ngất xỉu Ngày đưa tang anh Tôi khóc cả nước mắt vì ân hận Phải chi lúc đó tôi đồng ý đi cùng Minh thì anh đã không buồn bực đến mức đi nhậu với bạn bè và không bị tai nạn giao thông. Anh sẽ không chết. Giờ tôi vẫn còn đang rất là đau khổ và tự trách mình rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến Minh, tôi lại khóc còn đứa bé trong bụng tôi. Tôi không biết phải nói làm sao với mọi người khi Minh không còn nữa. Tôi quá tuyệt vọng mọi người ơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là hai câu chuyện ngắn mà tôi đã chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn. Cũng là mong rằng mọi người lắng nghe để bình luận và chia sẻ. Trong thời gian gần đây, tôi luôn cập nhật những câu chuyện tình yêu rồi chuyện gia đình như là mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu, vân vân và vân vân. Được rất nhiều bạn bè xa gần cũng như là trong và ngoài nước ủng hộ Tôi à, vô cùng cảm ơn Và tôi cố gắng Săn tìm Và để đọc Chia sẻ những câu chuyện Là hay Và hấp dẫn hơn nữa Để kịp thời gửi tới Phục vụ cô chú anh chị Và thưa các bạn Đến nay thì cũng đã Là những ngày cuối năm 2021 Tôi cũng cầu chúc cho mọi người cùng gia đình luôn luôn bình an và mạnh khỏe chuẩn bị đón một mùa xuân đầy yêu thương và thịnh vượng cũng mong rằng tất cả mọi người cũng như là gia đình không ai vướng vào căn bệnh dịch của thế kỷ này cả và chúc mọi người luôn luôn phải thật là mạnh khỏe và tôi cũng cố gắng ra những video ngày càng chất lượng hơn để gửi tới phục vụ mọi người cô chú anh chị thật là hay vì thời gian qua đã hơn là một năm nay rồi quý vị và các bạn luôn đồng hành và đóng góp mọi ý kiến cho tôi tôi vô cùng cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại